Chào mừng đến với series cốt truyện của Liên minh Huyền Thoại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cốt truyện riêng biệt của dòng skin Tuyết Nguyệt nha. Ari Tuyết Nguyệt là một linh hồn hồ ly Bắc Cực cổ xưa và mạnh mẽ. Ari đã tồn tại kể từ khi thành lập hội Tuyết Nguyệt, như thể một sự dàn xếp cộng sinh. Các môn đồ thanh lọc bản thân họ bằng cách hy sinh cảm xúc và ký ức của chính mình làm thức ăn cho cô. Ari là người lưu giữ những ký ức đã mất của họ, trải nghiệm thế giới bên ngoài thông qua những tín đồ của cô. Đôi mắt của họ giờ đây trống rỗng và lạnh băng. Varus Tuyết Nguyệt, những kẻ sùng bái huyết nguyệt khiến đồng đội của Varus trở nên phát điên, buộc hắn phải lấy mạng họ. Quá đau buồn, hắn cầu xin Tuyết Nguyệt hội làm tê liệt nỗi đau của mình, biến hắn thành một công cụ trả thù máu lạnh. Hội đã cố gắng thanh tẩy hắn khỏi những cảm xúc dị giáo này, nhưng giọng nói của Voma và Kai vẫn văng vẳng trong tâm trí hắn, và sự báo thù vẫn âm ỉ trong trái tim lạnh giá của Varus. Morgana Tuyết Nguyệt, phép thuật của Morgana, nữ tu sĩ và người trừ tà chính của hội Tuyết Nguyệt, luôn được sử dụng để trói buộc và tiêu diệt sự tha hóa ở bất cứ nơi nào nó hiện hữu. Một khi các môn đệ hoàn thành thử thách của mình và dâng hiến những ký ức cũng như cảm xúc của họ cho Ari, nhiệm vụ của Morgana là trói buộc linh hồn của họ vào Tuyết Nguyệt, hoàn thành nghi thức nhập môn vào hội. Đó là câu chuyện của ba vị tướng trong thế giới Tuyết Nguyệt. Bạn còn muốn nghe thêm về cốt truyện của những vị tướng nào thì cứ để lại bình luận nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.